Xin chào cả lớp. Dạ, xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta hướng tâm về thời kinh Tam Bảo hôm nay do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời các bạn. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lạy quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Anh xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu perisi karatate chantali ke vimane di berate jagame taru anagahane ge atom hikete fuma chayantu dewa chalatala visame ya kagan hapanaga di chanta santi ke yang mun Parawajanam sathavo me sunam tu thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Saranangga chami thamman saranangga chami sangha saranangga chami tutiyam bibuthang saranangga chami tutiyam bithamman saranangga chami tutiyam bisangha saranangga chami tatiyam bibuthang saranangga chami tatiyam Buddho Bhagavati Nati Me Saranang Anyang Buddho Me Saranang Warang Etena Satcha Vacche Nahontu Me Jaya Mangalang Uttamange Navandehang Badabangso Varuttamang Buddhe Yokalito Doso Buddho Kamatutang Mamang Sakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Vedita Puvinyuhiti Nathime Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Warang Etena Satcha Vacche Nahontu Me Jaya Mangalam Uttamange na vande hang thammain jaduvi thang varam Thamme yo khalito do so thammo Khamato tang mamang Subhatibhano phagavato savaka sangho Uchubhatibhano phagavato savaka sangho Nyayabhatibhano phagavato Savaka sangho sami jipatibhano phagavato Savaka sangho yadidang chattari purisa yugani atha purisa bongala Esa phagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjani karaneyo anuttaram Punyang khetang lokasatinathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena satcha vacche nahontu me jaya mangalam uttamange na vandehang sanghaṃ caduvithottamaṃ sangheyo khalito doso sangho khamatutang mamaṃ Vandami jeti yang sabbang sabbathane subhatithita saririkathatu maha bodhen bodharupa sakalang sada sambuddhe asana
cha đồ đa sanh cha sa ha sa kê tanh cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ha ha tê sang tham man cha sang khan cha a na re na na ma mi hằng nam mô ca ra nu pha we na hàn tòa sa bê u ba đa we a ni ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to sam bu the pan cha pan ya san cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke ta sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi hằng nam mô ca ra nu pha we na hàn tòa sa bê u ba đa we a ni ca an ta ra ya bi vi na sa tu a se sa to sam bu the na wu ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke quy sa ti sa ta sa sa ni na ma mi si ra sa a ha te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi ha na ma ka ra nu pha we na han to sa be u ba ta we a ne ka an ta ra ya pi vi na sa tu a se sa to sa be bu ra ti ma ya di sa ya sa ta a we ra su ki hon tu sa be bu ra ti ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki hon tu sa be da ki na ya di sa ya sa ta a we ra su ki hon tu sa be da ki na ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki hon tu sa be bai chi ma ya di sa ya sa ta a we ra su ki hon tu sa be bai chi ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki hon tu sa be u ta ra ya di sa ya sa ta a we ra su ki hon tu sa be u ta ra ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki hon tu sa be u pa ri ma ya di sa ya sa ta a we ra su ki hon tu sa be he ti ma ya di sa ya sa ta a we ra su ki hon tu sa be sa ta a we ra hon tu su ki ta hon tu ni du kha hon tu ap ya pa cha hon tu a ni kha hon tu di kha yu kha hon tu a go kha hon tu sam ba ti hi sa mi chan tu su ki a ta na pa ri ha ran tu du kha pa ta cha ni du kha Vaya pata, chani vaya soka pata, chani soka hondu sape pipanino. Akasata jafuma thade wanaga mahitika. Bunyang no anumodang tujirang rakhantu sasanang. Akasata jafuma thade wanaga mahitika. Bunyang no anumodang tujirang rakhantu no garu akasatha japumatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhantu nyatayo akasatha japumatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhantu panino akasatha japumma tha devanaga mahitika bunyang no anumodang tujirang rakhantu no sada idang watano bunyang asawa khaya waham hon tu anagate kale sadhu 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 sadhu. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Kính đảnh lễ cô tu nữ nè. Dạ, thầy kinh Tam Bảo đã xong. Chúng con kính thỉnh sư cầm mic để ta giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giả. Nam mô Tham Mai giả. Nam mô Sang Khai giả. Xin kính chào lớp. Giờ hôm nay mình học tiếp phần quyển 2. Quyển 2 như hôm trước mình đang bắt đầu sửa bài tập cái gì phải không? Đang sửa bài tập phải không? Là bữa nay bắt đầu bài tập sửa bài tập đó sư. Các Khánh có lên lớp không?
Dạ, dạ, con. Dạ, con. Vậy anh đưa bài tập lên cho lớp đọc giùm sư đi. Hôm trước có đọc bài tập chưa? Dạ đọc rồi thưa sư. Dạ đưa bài lên cho lớp sửa sư. Rồi mai lớp sửa bài đi. Rồi sửa được câu nào sửa câu đó. Để xong báo sư sư sửa cho. Dạ con xin sửa câu 1 ạ. Cô sửa câu 4 Khanh. Con sửa câu 2 ạ. Con xin sửa câu 3. Còn câu 5 à? Câu 5 ra tiếng đềm nữa. Thì tiếng Mã là câu 5 không chị? Ừ. Cô đã chuyển câu 4 lên rồi đó các Khánh. Nhưng mà thở đánh thành thơ rồi. Cho dấu nặng chỗ đó dùng cô. Dạ. Công trình đánh mất. Thank you.
dùng ghi lại dùng cô tái đau khổ tái sanh trở đi trở lại, trở đi rồi trở lại con, thiếu thiếu hai chữ trước trở lại kế bên tái sanh. Tái sanh trở đi trở lại. Trở đi trở lại. Mẹ ấy lên rồi, Khánh mẹ đưa lên rồi nhưng mà viết sai sửa lại giùm. Mẹ đưa câu 2 lên rồi Khánh ơi. Rửa dùm chữ hân hoan. Với toàn giác trí. Với chữ vô thượng, khách vô thượng đánh trật. Con chỉnh lại giùm cô chút xíu. Yeah. Nhà đau khổ tái sanh trong luân hồi đi con, nó hay hơn trở đi trở lại. Tái sanh trong luân hồi hả con? Phải, tái sanh trong luân hồi. Phải, đau khổ phải tái sanh trong luân hồi. Phải với con, phải chứ, tái sanh. Yeah. Không. Sao chứ khổ? Rồi, cảm ơn các Khánh. Yeah. Bỏ chữ luân hồi ở trên đi các Khánh, trải qua ba kiếp sống. Rồi. Thank you.
Dạ thưa sư, cái Phật tử đó làm xong 5 câu rồi sư. Rồi bây giờ chúng ta xem hướng bài tập. Số 1. Bodhisattva avijjang tamang vinoditva tanhang rajjang sokha sothetva samma sambodhi nhanang papuni. Ở đây có bất biến quá khứ phần từ. Câu này đây bất biến quá khứ phần từ trước. Trước bất biến quá khứ phần từ đó là một cái túc từ. Rồi một cái tính từ. Sau khi xua tan bóng tối vô minh và quét sạch bụi tham ái. Bụi tham ái. Dịch hai cái bất biến quá khứ phần từ trước ha. Bồ Tát, Đức Bồ Tát đã chứng được toàn giác trí. Đã chứng được toàn giác trí. Rồi câu số 2. Phát cao hòa anuttara samma sambodhi nhanang athi gamasa paiti pamujjang nisaya imayo udana gathayo udanesi yahun hoan. Đây chữ nisaya do hân hoan. Trước nisaya thì dùng đối cách do hân hoan. Do hân hoan với toàn giác trí, cái này dịch vậy không đủ. Do hân hoan đối với sự chứng đắc, do hân hoan đối với sự chứng đắc. Đối với sự chứng đắc. Toàn giác trí vô thường. Rồi bỏ chữ đã đạt được ở dưới đi. Đức Thế Tôn đã thốt lên các bài kệ. Đấy, có hai bài, các bài kệ cảm thán này. Rồi được rồi. Câu số 3. Tôi cho con hỏi sư. Bắt đầu sư dùng mà có quá khứ phân từ, cái này là sư đổi là hả sư? Athigatassa thì sao? Thì sao? Chứ dùng quá khứ phân từ thì sẽ đổi là danh từ. Bài cũ sẽ đổi là Athigatassa. Tại chỗ đó nó phải danh từ. Cái bài trước cái cấu trúc câu nó khác. Tại trước bay tí pa mối chắc thì nó phải là một danh từ ở cách thứ tư. Bay tí pa mối chắc ha.
Rồi câu số 3. Anekaccha ti sangsarang santhavisang anipisangahakarang avesanto dukkhaccha ti punapunang. Trải qua bao kiếp sống, anekaccha ti sangsarang là luân hồi nhiều nhiều kiếp, ai dùng một cụm giống như là anekaccha ti sangsarang santhavisang, trải qua bao kiếp sống. Anipisang, anipisang ở đây thì tìm kiếm, ta tìm nhưng không gặp. Đưa ra cái từ vựng coi anh biết anh. Từ từ. Rồi lên nữa. Nữa. Cái này à, quyển 2 hả? 2 vậy. Hồi như có câu đó có hiện tại phân từ á, có dịch trước không? Để xem con. Thì nếp sân tác khi không gặp, anh đưa lên anh khách, đưa lên câu bài tập anh nhìn. Về sáng tổ tìm kiếm không tha biết sáng, không tha biết sáng trải qua bao kiếp sống. Trải qua bao kiếp sống. Nipisang khi không gặp. Ta tìm nhưng không gặp người thợ làm nhà. Trải qua bao kiếp sống, tâm tha biết sống, tha biết sống đây là căn. Trải qua bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp người thợ làm nhà. Người thợ làm nhà đau khổ phải tái sanh trong luân hồi, đau khổ phải tái sanh, đau khổ
cha ý sự sanh, sự sanh trở lại là khổ. Cái chỗ cái đoạn cuối này mình dịch lại tí đi. Ở trên nó là được tạm là mình trải qua bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp người thợ làm nhà, sự tái sanh nhưng sự tái sanh sư dịch, nếu mà dịch hiện tại phân từ trước không được được thưa sư. Khi là... tìm không gặp người thợ làm nhà. Sự tái sanh. Sự tái sanh, qua lại sự tái sanh, tái sanh qua lại nghe nó không chị uống ná uống năng rồi mình dịch là qua lại nha sư. Cũng dịch vậy mà nên nó hơi khó nghe. Sự tái sanh. Con thấy sự dịch bài mà mới sư sửa là khi tìm không gặp người thợ xây nhà, ta phải trải qua sự luân hồi vô lượng kiếp. Sự tái sanh chuyện mới là khổ. Sự tái sanh trở đây trở lại đi. Nó vô năng lặp đi lặp lại. Thì lặp đi lặp lại sự tái sanh trở đi trở lại. Truyền miên qua cũng... lại gì nghe được không? Dạ truyền miên á. Truyền miên là cái gì? Đúng rồi, dịch cái chữ truyền miên đi. Truyền miên đi, dịch cái chữ đó. Nếu như có hiện tại phân từ dùng khi khi tìm không gặp được không thưa sư? Cái gì? Có cái quê sinh tố khi tìm không gặp á. Hiện tại phân từ khi trước. Có cái chữ gáo quê sinh tố là tìm kiếm. Cái chữ anh ấy sang nó cũng hiện tại phân từ nữa. Khi tìm không gặp người thợ xây nhà. Dạ, dịch cũng cụm từ đó trước được thưa sư. Rồi chủ từ đó. Hầu như là chủ từ khác quá. Khi ta tìm không gặp người. Để sửa thêm tí là cái chỗ khi ta tìm đi anh khách, khi ta tìm không gặp người thợ làm nhà, khi ta tìm không gặp người thợ làm nhà sự tái sanh truyền miên là khổ. Rồi,
Rồi câu số 4. Này dịch này người thợ làm nhà. Ha ca rất cá nó dịch là này người thợ làm nhà. Này người thợ làm nhà. Ngươi đã bị ta ngươi đã bị ta chứ ngươi có rồi đó à, kể thêm chữ nữa đi. Ngươi đã bị ta phát hiện, cái này là nhìn thấy đó. Người đã bị ta nhìn thấy hoặc là phát hiện, nhìn phát hiện chắc nghe hay hơn, nó hơi xa nghĩa nữa mới chữ Bali. Đã bị phát hiện, phải phải cái đi. Người không còn xây nhà nữa. Ngươi sẽ không xây nhà nữa. Ngươi sẽ không xây nhà nữa. Không còn xây nhà nữa cũng được. Không còn xây nhà nữa. Yeah. Cho câu số 5. Sappi te pa sukha pakya ka utang visang tang visang ka tang kitang tan ha nang thiyamai chaga tất cả rui mè, tất cả rui mè của ngươi đã bị bẻ, đã bị gãy. Bị bẻ gãy mái nhà đã bị phá tan. Mái nhà đã bị phá tan. Tâm ta đã chứng ngộ niết bàn. Đã chứng ngộ niết bàn và đạt được sự đồng diệt các ái gà. Cái chữ khai giá mấy chữ gà ở đây tức là khai gian với ách gà. Ách gà là đạt được sự đồng trừ, được từ đoạn diệt các ái. Rồi làm gì à, sửa lại ra năm câu Bali luôn đi, năm câu tiếng Việt. Thưa con xin được câu thứ ba từ tiếng Bali sang tiếng Việt. Đó, tiếng tiếng Việt sang tiếng Bali. Rồi các Khánh viết giùm con hả con? Con xin dịch câu số 1. Con xin dịch câu 5 ạ.
Con xin dịch câu số 4. Cho coi lại câu số 5 Pali. Cảm ơn. Như còn câu số 2. Lô Khánh, trong thời gian chờ Khánh lui lên chân trực cái. Rồi. Chưa câu 2. Câu 2 chưa được đó Thánh. Ấy, nó mất cái khúc cuối á, Thánh làm gì mất khúc cuối. Xích lên. Rồi. Rồi, cảm ơn Thánh.
Cô hai có ai làm chưa Khánh? Đẩy lên đi cho Khánh.
Dạ, dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi. Sorry, nãy giờ con quên bật mic. Rồi, câu số 1. Sau khi chứng toàn giác trí, Đức Phật đã thốt lên kệ cảm thán mà hằng hà sa chư Phật không bao giờ bỏ qua. Sau khi chứng toàn giác trí, samma sambuddhi ñānaṃ akhikacchitvā, là sau khi chứng toàn giác trí, Đức Phật Buddha Udanesi đã thốt lên, Udanesi thốt lên Udanaga thang bài kệ cảm thán Avi cháy tăng, đã phải thêm ăn nữa mới được. Chữ chót sư nó là thêm chữ gì nữa sư, mình không nghe không rõ. Mà hàng xa hàng hàng Phật cái chữ hút thác sạch chưa chia Uttha Sata Saha. Uttha Saha. Ở câu chờ nó khánh Uttha. Uttha Sata Saha. Sá xê ná đi. Ở đây số nhiều luôn. Số nhiều luôn đi. Sá xê hí. Vậy là cái chữ dưới này nó đúng không? Câu dưới đúng đó. Câu dưới gì thôi, lấy câu dưới luôn đi. Thốt lên kệ cảm thán Udanaka Thayu, đây lấy luôn câu dưới đi. Rồi câu số 2, khi tìm kiếm người thờ, một tham ái đã xây ngôi nhà tự ngã, ta đã trải qua sự luân hồi vô lượng kiếp. Khi tìm kiếm người thờ, một tham ái, khi tìm kiếm người thờ mộc tham ái đã xây ngôi nhà từ ngã Atthapawa Gihang, đã xây ngôi nhà từ ngã, ta đã trải qua sự luân hồi vô lượng kiếp Anekacchati Sangsarang Santha Vinh. Xanh thao huynh này dây dùng vậy đủ không? Dạ đủ. Á hăng dùng xanh thao. Xanh thao quá tí. Xanh thao quá tí. Cái mà sự luân hồi vô lượng kiếp.
Rồi được rồi. Cô thưa sư, là câu 1 là thấy con chỉ thấy là kệ cảm thán thôi mà hả? Số ít à? Để số nhiều hả sư? Tại cái bài kệ đó lúc nào là cũng hai bài hết. Vậy là xài số nhiều luôn hả? Ừ. À, câu số 3. Ở người thợ làm nhà, ngươi đã bị phát hiện do sự chứng đắc toàn giác trí. Kahakaraka. 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 Người thợ làm nhà, ngươi đã bị phát hiện. Câu này nó gần giống như câu trước hồi nãy. Dithosi. Kahakaraka dithosi. Người đã bị phát hiện. Người đã bị phát hiện. Cái dithosi ở đây là ditho với lại asi. Asi chủ từ của nó là toan. Cho nên dịch là người. Người đã bị phát hiện do sự chứng đắc toàn giác trí. Nisaya. Nisaya sự chứng đắc. Sự chứng đắc là gì? Bà bố ní tăng ní xa giả cách thứ hai. Sự chứng đắc là phải là thí găm má, cái danh từ nãy thí găm măng. Đó, nó cái câu có chữ pay tiếp mối chá thanh hoàng á, đó chữ anh thi găm má. Thật sự nếu mà nó đứng trước nó có bài pay tiếp nhưng mà nó đứng kế là nhất xa giá cách thứ hai. Thi găm măng. Bỏ chữ papuna tí đi. Sư mấy từ này chứng đạt nó thì cách dùng sao hả sư? Lấy sư nói rõ phần này. Chứng đạt. Có gì đâu, cái đó nó danh từ thôi. Giống nhau không? Ý là mấy cái papuna tí rồi anh tí gách chết tí rồi. Giống nhau. Sama sampu thi nha nát sát. Ở đây chữ năng, ở đây sửa lại nát sát. Sama phải trước thi găm mát thì nó dạng lên cách thứ tư. Ví dụ mà bố nít tăng không được hả thầy sư? Nếu mà đứng trước nít sai giá. Khỏi anh. Tại khi chữ thi găm mát nó là nó có dạng có tiếp đầu ngữ vô ở trên nãy làm sao à? Sư coi câu ở trên nãy anh đi gắm xá cái đó cái thứ tư tại đứng trước à, nãy là nhan năng ở trên là nhan năng mắt xá là đứng trước cái à xăm vô tí nhan năng được. Cái gì nó có tiếp đồng ngữ, nó danh động từ mà nó có tiếp đồng ngữ, biết nó dạng thông thường. Thí dụ mà dùng ba bú ní tăng quá khứ phân từ không được hả thưa sư? Cái câu đó sao được thì chính đó
một số bất biến quá khứ phân từ nó sử dụng như là danh từ, và một số bất biến quá khứ phân từ nó không có dùng như là danh từ, không phải nó cái nào cũng dùng như là danh từ. Rồi câu số 4 cho lên tí nữa phải còn câu à, còn cái này bỏ nó đi. Bỏ bỏ từ nào thôi? Bỏ chữ me a aritang gì nè. Bỏ nó đi. Rồi copy với chữ bỏ ra trước đi. Copy nguyên cái gam ăn ni sai giá này nó để phía trước sama sam ơi da. Không, nguyên cái chữ sama samputha luôn. Người đã bị ta phát hiện. Nguyên cái cụm nó luôn để trước cái chữ deposit này. Lấy cái chữ sama samputhi nhà năng để trước atigamang. Có chỉ là không có dùng mê hả đức sư? Vậy không có dùng mê. Ngươi đã bị ta phát hiện. Ờ, nó có cái chữ ngươi đã bị ta phát hiện hả? Đó còn có chữ ngươi nữa cả. Dạ. Chứ đi thử xí có mê. Để xài cái chữ mê trước chữ đi thô tí thì anh ha. Ta đã phá tan cả rui mè kèo cột, tức là phiền não còn như sót lạnh nóc nhà vô minh. Cũng ngôi nhà tự ngã ta đã phá tan. Avijja kinh nát mình đã lầm biết chỉ qua số cá cá này biết chính rồi. Rui mè tức là phiền não. Avasi avasi sát kile se ma. Ừ, cái đó là dính luôn á. Dính luôn. Biết dính luôn. Dính luôn. À. Phiền não. Còn như sót lẫn nóc nhà vô minh. Avijja kinh Kanika Mạnh đã lâm biết là nóc nhà vô minh của người nhà tự ngã. Atthap a về atapha về về atapha nghề hát sát hai thôi không coi nữa học đâu học cái câu số năm đi cháu coi cái thằng nào học gì ở các mấy cái của bạn sư đang giảng bà ta đã đạt được A-la-hán và đoạn trừ được dục ái, hữu ái, bọc phi hữu ái.
ta đã đạt được A-la-hán và đoạn trừ được dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Sư nên dùng babuni toa được không thưa sư? Sau khi đạt được, sau tức là ta đã đạt được mà dùng babuni toa cũng được. Babuni toa thì cũng được. Chữ T bỏ vô trắng luôn Thanh. Rồi. Ta đã đạt được A-la-hán quả và đoạn trừ bất chấp kiên bất chấp hấp ít bất chấp và đoạn trừ được hữu dục ái cam tanh hành chá phó quá tanh hành chá vi phó quá tanh hành chá tí bá chá hình. Rồi được rồi, rồi sửa bài tập đi. Bây giờ mình cái lớp 2 này từ đó giờ mình có sửa bài tập nâng cao không nhỉ? Tức là bài tập nâng cao thì mới làm sau này không? Dạ. Thơm giờ còn mấy buổi, mấy cái buổi bài tập nâng cao từ bài 1 đó là trở lại đi. Mình chuyển sang học kiến 3 khai giảng một lượt luôn. À. Dạ. Giờ sao coi lại coi coi. Rồi. Bài tập nâng cao, sao nó giải bài tập nâng cao từ bài 1 đến bài 16. Học giải bài tập nâng cao không á? Bây giờ quay lại bài giải một bài bài thứ 1. Tức là chừng nào hết cái học xong cái quyển 1 thì mình khai giảng cái quyển 3 với quyển 1 một lúc luôn. Bây giờ trong thời gian chắc mình còn khoảng 2 buổi gì đó mình giải bài tập nâng cao của quyển 2. Trong thời gian chờ quyển 1 học xong. Dạ được cho mấy bài chứ có 2 buổi rồi, này tới 16 mà. Hả? Nó dạy được vài bộ vài bài thôi chứ nếu mà 2 tuần đâu có dạy hết được 16 bài. Dạ vài bài thôi chứ đâu. Dạ. Cô Trang post lại bài tập nâng cao của quyển 2 để cho mọi người tham khảo. Có bài 1 không cần từ bài 1 không bài 1 là gì? Nó có khó không? Dạ. Có cái bài 1 là nó gì? Bắt đầu từ bài 2. Bài 1 khi mình không có bài tập nâng cao bắt đầu từ bài 2 thì là bài 2 nó cũng khó rồi. Buổi giải một bài tập nâng cao thưa, vậy là cái bài tập nâng cao của quyển 2 hả sư? Của con không có. Dạ. Vậy là cuốn cũ không có. Dạ của con cũng không có nữa sư. Phải mới á, coi phải mới á, hôm bữa em có gửi rồi hoặc là chờ em bót á. Bót lại có đường lên chân gửi nguyên 16 bài luôn đi. Dạ
Đợt kia hôm bữa em gửi rồi á, thì thôi để có chuyện lát em gửi lại vô cái nhóm lớp học cho. Nhóm lớp học. Có ai có Phật tử nào mà chưa vô nhóm lớp học thì một lát chat em nha, để có gì em kéo vô nhóm. Rồi, rồi. Thì bữa nay bắt đầu làm bài tập tăng cao luôn. Giờ làm liền mò thì giận lâu lắm. Chắc làm không kịp đó, bây giờ boss đỡ đi rồi thì sao mình làm đây, tạm học cái như đây thôi. Không thuộc từ vựng mà mò đâu có kịp. Dạ nghỉ sớm hả thưa sư? À bữa nay nghỉ sớm. Dạ. Dạ buổi học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thầy kinh hồi hướng trước đến sư tiên ạ. Trước khi đọc thầy kinh hồi hướng là chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy cho chúng con. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Ô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thay mặt các học viên ở lớp xin hồi hướng đến chư thiên. Akasapa Chapumata Devanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tu Chirang Rakhan Tu Sa Salang Akasapa Chapumata Devanaga Mahitika Bunyang No Anumodan Tu Chirang Rakhan Tu No Garu Akasata Chapumata Devanaga Mahitika Bunyang no Anumodan Tu Chirang Rakhan Tu Nyatayo Akasata Chapumata Devanaga Mahitika Bunyang no Anumodan Tu Chirang Rakhan Tu Panino Akasata Chapumata Devanaga Mahitika Bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu uno sada Idang vatano bunyang asawa kaya wahang Hontua nagate kale Sadhu. À, thú. Con kính đảnh lễ tri ân sư ạ. Con kính chào cả lớp ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Kính chào cả lớp. Con kính tri ân sư ạ. Xin chào cả lớp.